Đà Lạt được nhiều người Việt lựa chọn ghé thăm nhất dịp 30 tháng 4 vì muốn tránh cái nắng đầu hè và yêu thích các quán cà phê đẹp. Ngày 21 tháng 3, Booking công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt thích ghé thăm nhất dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo khảo sát từ ứng dụng đặt phòng hàng đầu thế giới có đối tác ở hơn 220 quốc gia, vùng lãnh thổ, khách Việt chọn Đà Lạt vì muốn tránh cái nóng đầu hè. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, khung cảnh núi non thanh bình và nhiều quán cà phê xinh xắn. Đà Lạt là thủ phủ tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 300km và có khí hậu mát mẻ quanh năm nên Đà Lạt là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, giúp du khách thoát khỏi nóng nực của vùng Nam Bộ. Khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm nhờ vị trí địa lý thuộc vùng cao của Tây Nguyên. Tháng 1, 4 là mùa xuân nên phố núi rực rỡ sắc màu của rất nhiều loài hoa như mai anh đào, ban trắng, phượng tím. Tùy theo túi tiền và sở thích, du khách có thể lựa chọn từ dạng nhà nghỉ, homestay cho đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp. Khách thích mua sắm ăn uống ở thành phố nên chọn ở gần trung tâm, nhưng với người yêu thiên nhiên tránh sự xô bồ hãy đặt phòng ở khu vực ngoại ô. Cắm trại sang chảnh glamping cũng là một xu hướng lưu trú mới của du khách hiện nay khi đến Đà Lạt. Hình thức này thích hợp với giới trẻ, các gia đình nhỏ đi vào dịp cuối tuần, kỳ nghỉ lễ để vừa muốn gần gũi thiên nhiên vừa có những tiện nghi cơ bản. Một số điểm phải kể tới như Twin Bin Farm, Campat Thang Mợ Gen, Đa La Kem. Nhiều điểm tham quan hấp dẫn du khách như ga Đà Lạt với tuyến tàu du lịch Đà Lạt chạy mắt, Viện Sinh học Tây Nguyên, Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên, Bảo tàng trà ở cầu đất, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, nhà thờ chính tòa Đà Lạt, nhà thờ Domaine de Marie. Hệ thống dinh y, hai, hai thời vua Bảo Đại, dinh tỉnh trưởng, biệt điện Trần Lệ Xuân, dinh Nguyễn Hữu Hào cũng là điểm đến hấp dẫn với người yêu lịch sử và kiến trúc cổ. Ngoài ra, du khách có thể tham quan thêm các kiến trúc độc đáo như biệt thự hàng Nga, chùa, ve chai, linh phước, chùa linh quy pháp ấn, hoặc vườn ánh sáng Lumiere. Đà Lạt cũng có rất nhiều điểm đến thiên nhiên để khám phá trong ngày hoặc một, hai ngày như vườn quốc gia Bai Đúc, núi Bà, hồ Tuyền Lâm, thác Đa Tan La, Pren, voi Pong hồ Suối Vàng. Đối với những người mê săn mây, sương, hoàng hôn và cắm trại qua đêm trên núi thì đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Chọc, đồi chè cầu đất, đỉnh Hòn Bồ là thích hợp nhất. Du khách có con nhỏ thích khám phá các loài thú có thể ghé thăm vườn thú Judu, nông trại cún, Chica Farm. Ngoài ra, vườn hoa thành phố, vườn cẩm tú cầu ở trại mát, vườn ngoài hương hồ tuyền lâm, làng hoa vạn thành, cũng là điểm che chin không thể bỏ qua ở Đà Lạt. Du khách cũng đừng quên dành thời gian để thưởng thức ẩm thức đa dạng của Đà Lạt như bánh ướt lòng gà, bánh mì xíu mại, bánh căn, bánh tráng nướng, lẩu gà lá é ngoài những món ăn đặc trưng trên đến đà lạt du khách dạo chợ và những khu phố trung tâm sẽ tìm thấy từ món ăn vặt như súp cua xôi kem bơ sữa đậu cho tới các loại bún riêu bò thịt nướng ống tre ốc bưu nhồi thịt nem nướng người mê cà phê sẽ nhận ra đà lạt cũng là thiên đường của đồ uống này không chỉ pha chế cà phê ngon những hàng quán ở đây còn được không gian hấp dẫn với rất nhiều phong cách riêng du khách có thể thưởng thức cà phê ẩn trong rừng phong cách nhật bản che chin với gương